Xin chào bạn, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả người vẻ nha. Các bạn nhìn gì chưa? Đó, thành viên mới các bạn ạ. Ngáo ngơ, chào em đi. Nhanh lên, Ngáo ngơ chào em đi nhanh lên. Đấy, em chào lại nhá. Đấy, hôm nay mình mới đón một thành viên mới các bạn ạ. Đó, thì đây là chú này mình sẽ dành tặng cho em gái của mình các bạn nha. Đấy, đây là cuốn bút đồ các bạn ạ. Đấy, mini các bạn nha. Đó, màu trắng các bạn nhá. Đấy, mình mua hôm nay là mình tặng cho em gái mình các bạn ạ. Đấy, cũng là thành viên mới của gia đình mình nhá. Đấy, Ngáo, đây là em của con nhá, Ngơ nhá. Đấy, Ngáo Ngơ. Nào, lại hai anh nhá. Bút đồ lại hai anh nhá. 1, 2, 3. Đấy, và mình sẽ đặt tên cho bạn là bạn mới này là Bông các bạn nhá. Đấy, mình đặt tên cho bạn mới này là Bông. Đó, đấy, đây là món quà mình dành tặng cho em gái các bạn nhá. Đây là bạn này được... đây là bạn Đực các bạn ạ. Đấy, đây là bạn Đực các bạn nha. Đó, rất chi là đáng yêu. Đấy các bạn nhỉ, nó đáng yêu dã man luôn, màu trắng các bạn nhá. Mình định chọn con màu lâu nhưng mình thôi, mình thích con màu trắng hơn vì màu trắng nhìn nó đẹp hơn các bạn ạ. Đấy, Ngáo, không được bắt nạt em nhớ chưa. Ngơ, con không được bắt nạt em nhớ chưa. Đấy, không được bắt nạt em nhớ chưa. Đấy các bạn này, bé bé tí con này, nghịch lắm các bạn ạ. Đấy, Ngơ. Đấy, dạo này lắng lóng nên là Ngáo Ngơ mình cứ thè lưỡi thôi. Bạn này, bạn Bông này của mình thì không thèm lưỡi đâu các bạn ạ. Đấy, rất hay là nghịch mình, trêu mình. Bạn này bé tí à. Bạn này lớn hơn cũng chỉ bằng này thôi các bạn ạ. Nó không to hơn được đâu các bạn nhé. Đấy, nghịch ơi là nghịch. Bạn cắn dây thôi. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đấy, bạn này dễ, đáng yêu bạn nhờ. Rồi, thì đây là món quà mình dành tặng cho em gái của mình các bạn nhá. Đấy, cho em gái mình nó dễ nuôi. Thứ hai, bạn này ăn tốn lắm, khỏe lắm nên là nuôi hơi bị khó các bạn ạ. Em gái mình chắc không nuôi được. Đấy thì em gái mình cũng thích cái bàn bút đồ mini này lâu rồi các bạn ạ. Đấy thì bạn này mua rẻ lắm các bạn ạ, có hơn 3 triệu tí thôi. Đấy, bạn thấy chưa, đáng yêu không? Ngáo Ngơ, hai con thấy em có đáng yêu không? Hả? Ngáo Ngơ, Ngáo Ngơ, con thấy em đáng yêu không? Con bắt nạt em được chưa? Đấy, nào, em ngồi đây. Đấy, úi giời. Đó, các bạn thấy chưa? Đáng yêu lắm các bạn ạ. Đấy các bạn này, đấy, rất nghe nghịch luôn. Em này vui quá, có hai anh đang không lạ, hai anh ngoan hiền. Đấy, không bắt nạt em nhớ chưa? Ngơ, có không bắt nạt em nhớ chưa? Ăn đồ ăn không được tranh của em nhớ chưa? Đấy, Ngáo cũng thế, không mà tranh đồ ăn của em nhớ chưa? Thì cái bạn này các bạn ạ, chắc chỉ ăn được có lưng bát cơm là lo các bạn nhá. Đấy, em bút đồ này ăn lưng bát cơm là lo căng bụng luôn. Đó, đấy, ngồi đây con, ngồi đây. Đấy, đấy. Đáng yêu lắm các bạn ạ. Đấy, ôi giời ơi. Đấy, ba anh em. Đấy, thế mình là có ba đứa con rồi các bạn nhá. Đây, mình bạn đặt cho bạn này tên là Bông, bạn này là Ngơ, bạn này là Ngáo. Thì tí mình sẽ gọi em gái mình ra để tặng em gái mình các bạn nhá. Đấy, ôi giời ơi. Các bạn thấy Ngơ đáng yêu không? Đấy, Ngơ đang bị bệnh các bạn ạ. Tai nó bị thối. Bị tật bệnh thối tai các bạn nhá. Ngáo thì bị bệnh ghẻ. Còn Bông này thì mới mua về thì chưa bệnh gì. Đấy, mình sẽ chữa khỏi hết các bạn nhá. Đấy, mình có mẹ mình kinh nghiệm nuôi chó lâu năm rồi các bạn ạ, nên là không phải chết được. Đúng rồi. Bạn này đáng yêu lắm. Bạn này nghịch lắm. Đấy, cưỡi đầu em. Cưỡi đầu anh nhá. Cưỡi đầu anh Ngơ. Đấy, cưỡi đầu anh Ngáo. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ gọi cho em gái mình ra để tặng em gái mình các bạn nhá. Đấy, xem em gái mình có vui không các bạn nhá. Đấy, Hậu thấy đẹp không? Đẹp. Đáng yêu không? Đáng yêu, con này dễ thương nhỉ. Đấy, nhưng mà hơi bé. Hơi bé các bạn nhá. Thì mình đặt cho em này tên là Bông các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ gọi em gái nhá. Lương ơi, Lương, ra đây anh bảo. Đấy, em gái mình chắc vui lắm. Hậu này, nó thích con này lắm. Đấy, đáng yêu lắm các bạn ạ. Có chuồng luôn nha. Đấy, ra đây. Lên đây. Wow, đẹp anh không à? Đẹp không? Con này mang nghe nhớ. Anh tặng em đấy. Anh tặng em á? Ừ. Ui, vụ gì? Không, anh thấy anh thấy chưa có món quà gì tặng em thì anh tặng em. Ôi, tặng quà phải có cái mục đích gì. Thích thì tặng. Dạo này em thế nào có cái gì đấy. Thế anh thích thì anh tặng được không?
Được. Leo lấy. Có. Leo. Có. Ui đẹp thế. Đẹp không? Đẹp. Thế nhà mình giờ nhiều chó thật đấy. Nhiều không? Giờ khéo khi là đại chó à. Đấy. Thì các bạn ơi, hôm nay mình mua tặng hai em gái mình nha. Em cầm ở đây Hưng nhá. Thích không? Thích. Anh đặt tên nó là Bông. Bông ạ? Ừ nhỉ. Nó cũng là bông bông các bạn. Thế có được cho em ạ? Đặt tên là Bông có được không? Ui thế là BD à? Chứ dạ. Sao BD? Cũng được. Nhìn đấy. Bông thì không cảm ơn anh cái gì à? Em vừa cảm ơn anh rồi hay. Cảm ơn chưa nhỉ các bạn nhỉ? Mình chưa nghe ai câu đấy mà. Mình vừa cảm ơn anh nha Hưng rồi. Mình muốn nghe lại thôi. Nói lại. Em cảm ơn anh Hưng nhá. Ít xài. Quần quà này em rất thích. Trời ơi. Hạnh phúc quá. Đấy. Thì bây giờ là thì cái cú này mình mua tặng em gái mình thôi. Đấy thì sau này em phải có trách nhiệm là chăm sóc nó. Vâng. Được chưa? Vâng. Không được để nó chết hay là phải tắm rửa cho nó sạch sẽ. Vâng, anh yên tâm. Tắm xong là phải sấy khô nó đi, không có lấm. Trời ơi, mình thích quá các bạn. Ngày ăn 3 bữa. Nhớ chưa? Được. Đấy, phải yêu thương nó nhớ chưa? Vâng. Đấy. Em sẽ yêu thương con này hơn hai con này của anh. Đấy. Hai anh ngáo ngơ không được bắt nạt em nhớ chưa? Không được bắt nạt nhớ chưa? Em bé này thì không bắt nạt nhớ chưa? Trời ơi, đấy, các bạn ơi, nào, nào. Thiếu mỗi màu xám. Các bạn ơi, màu. Mình cho bông lợi hai anh này nhá. Nào, lợi nào. Nào, lợi nào. Lợi, lợi anh nha. Ba lợi. Ba lợi, à? Rồi. Lợi anh ngáo à? Đấy, lợi anh ngáo này. Ba lợi ngáo. Hai, ba. Lợi ngơ này. Một, hai, ba. Lợi bác Hưng. Thôi, không phải lợi. Đấy các bạn ạ, mình cho bông lợi ngáo ngơ rồi. Đấy, các bạn thấy ba đứa con của mình có đáng yêu không? Đấy, thì bây giờ anh giao trách nhiệm em là phải nuôi bông nhớ chưa? Vâng. Chăm sóc bông nhớ chưa? Bông. Đấy, các bạn thấy đáng yêu không? Bông rất là đẹp luôn các bạn ạ. Úi giời ơi. Ui, bông nó thơm thế anh ơi. Thơm phức luôn. Thơm quá. Đấy. Trời ơi, các bạn ơi, con này nó bé, nó cút te dã man luôn các bạn ạ. Te dã man. Yêu không? Yêu. Yêu. Đấy, ngơ của mình cũng đáng yêu lắm các bạn ạ. Đấy, ngáo cũng đáng yêu. Ngáo thì đang bị cạo lông nên là hơi bị xấu một chút. Nhưng mà sau này mọc lông nó sẽ xinh các bạn nhé. Bởi vì ngáo bị bệnh ghẻ nên là mình mới lại mùa hè này để cạo lông cho nó đỡ sốc nhiệt các bạn ạ. Để cho nó đỡ nóng. Đấy, mấy tháng nữa nó lại đẹp lại ngay. Đấy, đẹp trai. Đấy các bạn nhìn ngáo này. Các bạn ơi. Ôi giời ơi. Đấy. Mình vui quá các bạn ạ. Như lúc nào thẻ lưỡi như anh nó luôn này. Như thằng em này. Thằng em mình cũng suốt ngày ấy này. Đấy. Ngáo ngơ. Bông đấy. Ngáo ngơ bông. Con này à, bạn bông này sau này huấn luyện nó sẽ đi đứng này. Đấy. À, cái con bông này chắc là nó khôn hơn hai con này anh nhỉ. Đấy. Bông này nó bé. Trời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cưỡi đầu anh ngơ. Anh ngơ đấy. Cái con bông này màu hay nhỉ anh nhỉ. Nó trắng là lúc lâu. Cưỡi đầu anh ngơ đấy. Đấy, rồi cứ đầu anh ngáo. Cứ đầu anh ngáo. Thảo nào đúng không em mời chó anh ạ? Thế à? Vâng. Mời đấy chó à? Đúng em mời. Đấy đẹp không? Đấy anh giao cho em con cú này nha. Ôi yêu quá đi. Mình giao em, mình giao cho em gái chăm sóc bạn bông này các bạn nha. Đấy ngáo ngơ thì mình chăm rồi. Tặng mình tất nhiên mình phải chăm rồi các bạn nhỉ. Thì nhé tặng mình là anh Hưng mình chăm. Chào các bạn. Đó. Đấy thì đây là đại gia đình nhà mình. Các bạn nhá, hai thằng con, ngáo, ngơ, bông. Các bạn đấy bạn nào đáng yêu hơn? Đấy. Chắc là bông rồi, bông đáng yêu hơn rồi. Số danh 01 bông. Sao đến 02 ngơ. Ngơ. Số 3 03 ngáo các bạn nhá. Ngáo này, các bạn nhớ bình chọn nhá. Đấy. Ngáo này cạo lông thì lên nó như thế các bạn ạ. Đấy, ngơ này, ngơ cũng đáng yêu lắm. Ngơ bụng to các bạn, ngơ ăn tham mà nó rất nghịch. Ui con này. Đấy các bạn này. Đấy. Ngơ ăn tham mà rất nghịch. Bạn này thì ăn chỉ có một chén cơm thôi. Một lưng bát cơm thôi các bạn ạ. Wow. Đấy. Ngơi đâu ấy? Ngơi đâu mình ấy? Nhờ nhiều hot boy quá các bạn ạ. À. Ở đây ba hot boy. Ừ. Bạn là boy. Toàn boy thôi các bạn ạ. Hot boy thôi. Đấy. Đấy, đại gia đình các bạn nhá. Đó các bạn thấy chưa? Đáng yêu chưa? Wow. Úi giời ơi. Đấy. Yêu thương nhau nhé. Nhớ bên nhau nha. Không được tranh giành đánh nhau như chưa? Đấy các bạn thấy chưa? Bông rất là đáng yêu. Đấy. Lông ăn tốn luôn. Đây là bạn bút đồ. Bạn Haki. Bạn Alaka. Ít rồi. Ui. Ít rồi hôn nhau đấy. Hôn nhau đấy. Đang làm quen đấy. Lấy
Thì các bạn ơi, hôm nay mình đón thành viên mới là bạn Bông này về nhá. Đấy, mình đây là món quà này tặng cho em gái thôi các bạn ạ. Đó. Thì clip của mình xin dừng lại tại đây. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye. Bye bye. Nào, Ngáo Ngơ chào cô chú đi. Bông chào cô chú đi. Bông chào cô chú nha. Ngơ chào cô chú nha. Ngơ chào cô chú nha. Đấy, Ngơ chào cô chú các nha. Các bạn nhớ bình chọn cho Ngáo dạy chào cô chú đi. Ngáo dạy chào cô chú đi. Nào, Ngáo. Bye bye. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.